Ngày 48 chụp Play Together sẽ như thế nào? Let's go đọc thư cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã comment vào kênh YouTube của anh Nhân mỗi ngày, gửi quà cho anh Nhân và gửi thư cho anh Nhân nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Các bạn không cần tặng quà đâu nha, các bạn chỉ cần comment kênh YouTube là được rồi ha. Ok, để đọc thư của các bạn nha. Rồi, ai đây tặng anh nè. Cảm ơn em Mạnh Khác nha. Mạnh Khác đúng là hào phóng luôn, ngày nào cũng tặng anh quá trời quà luôn. Hôm bữa em được 5 giấy khen luôn hả? Anh trai 100 đồng. Chúc mừng em học giỏi quá, em là niềm tự hào của anh. Bạn nào học giỏi cũng là niềm tự hào của anh Nhân hết nha. Nhớ khoe anh Nhân nha. Mong anh thích ạ. Cảm ơn bạn Fly Blue Cute nha. Ok, cảm ơn anh trai 100 đồng. Em fan anh nhiều lắm hả? Cảm ơn em. Rồi bạn nào nữa? Tiny Tiêu nè, anh ơi kết bạn với em đi. Ok em nha. Bạn em chỉ cần comment mỗi ngày là anh kết bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn Hưng nè. Rồi có bạn nào đang xem có tên trên màn hình không? Các bạn nhớ comment bên dưới nha. Đang làm quen với các bạn nha. Ok không nào? Quang Nhân Lầy. Yeah, tặng anh này, có bình luận trên YouTube của anh đấy. Buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn bạn Hắc Khang 2K2 nha. Dễ thương quá đi, vừa comment YouTube mà vừa tặng quà cho anh nữa. Đáng yêu thiệt. Ok, còn bạn nào nữa không nè? Có món quà to, em muốn cho anh này, anh chấp nhận nha. Cảm ơn bạn Mino. Ok, quá trời quà dễ thương luôn. Các bạn đáng yêu quá đi nè. Đọc nữa nè. Em bình luận nhiều lắm nhưng anh không có đọc. Có nè, anh đọc nè. Bạn nghèo nhất Play 8 nè. Ok, bạn Lu nè. Yeah, em là fan cứng của anh đó hả? Gấu ý là bạn nè. Yeah, trời nhiều nick tên dễ thương quá à. Ok, Quang Nhân Play rất là vui gặp các bạn nha. Ok. Wow, quá trời nít luôn, dễ thương quá đi. Bây giờ anh sẽ kết bạn với một người bạn thường xuyên comment vào YouTube của anh nha. Mỗi ngày anh sẽ chọn ra một bạn kết bạn, cho nên các bạn cứ comment thường xuyên là chắc chắn sẽ đến ngày anh kết bạn với các bạn nha. Rồi, ok, bạn nào đây? Ok, bạn Tiny Tiêu nè. Chúc mừng bạn đã trở thành bạn của anh Nhân nha. Chúng ta sẽ thành một team. Yeah, rồi bây giờ chọn một bạn để tặng quà nha. F gì? Bạn Như Thảo nha, Fly Như Thảo nha. Ồ, tặng em nè, cô ta dễ thương nha. Wow. Để coi món gì đây. Hoa ải thương khô nha, 1350 tiền sao tặng bạn miễn phí luôn. Ok, bây giờ chọn thêm một bạn để gửi quà nữa nha. Để coi bạn nào đây. Ồ, bạn này nha, bạn Tiny Tiêu này nè. Tặng em cute Quang Nhân Play nha. Để coi, gửi nè, 1300 tiền sao, 50 tiền sao gửi. Ủa, bạn không đủ tài sản. Ủa, là sao? Ủa, là gì vậy? Ủa, sao bấm không gửi được nữa? Là sao? Không hiểu. Để gửi món quà nhỏ hơn coi. Ủa, không được luôn. Hết tiền rồi hả? À, anh Nhân đã hết tiền sao rồi? Không tặng cho em được, xin lỗi em nha. Hết tiền rồi. Tặng quà cho các bạn hết tiền luôn rồi. Ok, hẹn em món quà tập tiếp theo nha. Rồi, bây giờ làm cái gì đây? Ok, quá trời xe luôn. Xe đưa đón. Bây giờ chở anh đi nào. Đi. Ủa, nun. Đi cắm trại nha em ơi. Cắm trại nè. Hello. Có nghe anh nói gì không nào? Chạy qua cắm trại đừng có lũi xuống biển. Đừng có lũi xuống biển. Rồi bạn nhanh quá, bạn nhanh nhẹn quá hà. Bạn nhanh quá hà, bạn lũi tôi xuống biển. Bạn tưởng tôi đi câu à? Không, tôi đến khu camping. Thật là vui quá đi các bạn ơi. Hiệu trưởng nè, rồi bạn được hiệu trưởng chở đi vô cắm trại luôn. Đã thiệt, cảm ơn hiệu trưởng nhiều nha. Rồi bây giờ ai đây. Vô cắm trại để làm gì? Để làm gì để hoàn thành nhiệm vụ hôm nãy chứ làm gì mấy bà. Ok, vô cắm trại rồi nha. Vừa mới vô là thấy cây quái vật rồi đó. Thấy cây quái vật là thấy ứa mắt rồi đó. Bây giờ nè, lấy cái cuốc ra nè. Lấy cái cuốc chìm ra, cuốc cây quái vật này nha. Để chi? Để thu thập những cái lọ tinh quang. Để đủ 25 lọ, anh sẽ mua rồng. Yeah. Bây giờ cuốc nha. Các bạn ơi, tập hợp lại với anh đi. Chúng ta sẽ cùng tấn công con quái vật cây này nào. Để trả lại bình yên cho khu cắm trại nha. Ok, được một lọ tinh quang rồi nè. Quá đã luôn. Ok, các bạn ơi, tập hợp lại nào. Cùng anh cuốc cái cây quái vật này nha. Hôm nay sao trời Play Together sao tối vậy ta? Không, chẳng lẽ là ban đêm hả ta? Ủa, cái thời gian tính trong Play Together là tính như thế nào các bạn? Ví dụ mà anh chơi buổi sáng, buổi trưa đi, thì ở trong đây nó lại màu tối. Anh cũng không hiểu cái thời gian trong Play Together nó tính như thế nào nữa ha. Các bạn nào mà nó rành vậy, cái thời gian trong Play Together, các bạn nhớ comment bên dưới chỉ cho anh với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok rồi, bây giờ anh đang thu thập những lọ tinh quang để anh có thể chế tạo trứng rồng. Nhưng mà hôm qua anh đã thu thập được 25 lọ nhưng mà vẫn chưa chế tạo được trứng rồng, anh cũng không hiểu lý do. Ok, hôm nay có bạn nào đang xem, đang chơi chung với anh là nhớ chỉ cho anh nha. Nhớ comment với phần bình luận chỉ cho anh Nhân nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ủa, sao bây giờ ta? Sao vậy? Sao em nói là anh không thể lấy rồng được là sao? Anh có 28 lọ rồi đó, nãy giờ cuốc được thêm 3 lọ nè. 28 lọ thì đủ chưa? Đúng rồi, 28 lọ phép thuộc tinh quang nè. Em thấy không? Nhưng mà làm sao để anh sử dụng cái đó để chế tạo thành rồng thì anh chưa biết cách nha. Ok, có bạn nào chở anh đi lấy rồng không? Anh nhìn góc trái màn hình á. Thì góc trái màn hình đó có cái gì? Anh đâu có biết đâu. 28 lọ rồi đó nha. Rồi bây giờ mình làm cái gì tiếp theo nè? 28 lọ rồi đó. Lấy rồng được chưa?
Ok, lấy rồng được thì chở anh đi lấy rồng nha. À, ồ, để anh cuốc cái cây nữa nha. Rồi hả? Rồi thì đi lấy rồng đi. Của các bạn ơi, 28 lọ tinh quang đó thì mình sử dụng như thế nào để mình có con rồng các bạn biết không? Biết không? Chỉ cho anh nè, đúng rồi nè. Rồi bây giờ cất cây cuốc chim thôi, lên xe bạn chở anh đi lấy rồng nha. Có bạn nào không? Có xe nào không? Cho tôi quá gian với nào, lên xe. Ok, bạn mạnh khác tiếp tục xe R7 chở anh nha. Thật là thú vị. Ok, đi lấy rồng thôi, háo hức hăm hở, hồ hởi quá à. Yeah, bây giờ nha, có bạn nào đang xem đã có rồng chưa? Anh chuẩn bị đi chế tạo rồng tiếp đây. Hello. Chúng tôi sẽ đi đây. À, ủa đâu rồi? Cái xe của chở tôi đâu rồi? Cái xe chở anh đâu rồi? Lên xe nha. Rồi, chở anh đi lấy rồng đi em ơi. Lên xe, lấy rồng. Ok, rồng đâu? Đừng có đụng vào tấm bảng nha, em đền thấy bà luôn á. Ok, bây giờ anh vô lấy rồng nha, anh đi, anh giao tiếp với chị bán rồng nè. Hãy mau đến xưởng chế tác rồng, bạn có thể mua thuốc rồng và các loại trứng đó. Ok, rồi, bây giờ bấm gấp trái màn hình đúng không? Nút này đúng không? Thuốc bổ rồng nè, thuốc giúp phát triển rồng tăng 50 lần kinh nghiệm. Rồi anh bấm vô đó là sao nữa? Rồi chế tác được chưa? Bây giờ cần 50 kim cương, 100 kim cương hả? Rồi sao? Không hiểu. Có thể chế tác hả? Có thể chế tác thì chế tác làm sao? Chế tạo trứng cổ thần long, chế tạo sách sưu tập rồng trứng cổ thần long. Rồi sao nữa? Ủa, 59 phút 54 giây nữa là sao? Không hiểu. Mình cần phải 46 cái kim cương này hả? Không đủ tài sản hả? Sử dụng đá quý kim cương mới có thể mở được cái thời gian này hả? Rồi bây giờ quá quý kim cương mình mua làm sao đây? Anh còn có 5 kim cương à, đâu có đủ kim cương đâu mà chế tạo thời gian gì ở đây. Làm sao đây các bạn? Mua kim cương thêm hả? Đúng không? Bây giờ mua kim cương thêm. Bỏ tiền mua đâu đây? À, không đủ tài sản không mua được. Chết rồi. Ôi, không kịp, không được rồi. Nếu cần gì hãy quay trở lại nha. Ok chị nha, tại em không có đủ kim cương. À, không có đủ kim cương. Hành hết kim cương rồi các bạn ơi. Hù. Anh hết kim cương rồi, bây giờ phải làm sao đây? Anh bối rối quá đi. Có bạn nào chỉ cho anh cách hôn? Thuốc bổ rồng nè, đúng rồi nè. Nước phép thuộc tinh quang nè. Đó, hồ thanh phong đến rồi nè. Được chưa anh? Hả? Chưa được. Không hiểu gì hết trơn trọi. Tại sao lại không được nữa ta? Thôi bây giờ chạy đi chơi đi, đứng ở đây hoài làm phiền người ta, ồn ào quá người ta chửi mình á. Hay giờ mình chạy xuống biển đi, mình câu cá cho đỡ buồn đi ha. Yeah, ý nhưng mà trước khi chạy xuống biển mình phải cần phải tìm cái chỗ bán cá mới được. Bán cá để chi? Để hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay đó các bạn. Ok, bây giờ mình bán cá nha, để coi mình có bao nhiêu con cá. Rồi quá trời cá luôn, bữa giờ câu quá trời quá đất luôn nè. Bây giờ chọn nha, chọn quá trời luôn nè. Cá mập cái gì quá trời luôn nè. Đó, bán được bao nhiêu tiền đây? Bao nhiêu tiền sao? Gom lại nha, gom tiền sao lại nào để làm tiền sao tặng cho các bạn nha. Ok, bán nào. 1168, số rất đẹp luôn nha. Được 1168 tiền sao. Bán xong rồi, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày luôn, kiếm 200 tiền sao nha. Rồi ok, lần sau lại đến nha. Ok bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Mình đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày rồi. Nên đi đâu? Bây giờ mình sẽ nhận phần thưởng nè. Bấm vô nhiệm vụ hàng ngày, nhận phần thưởng. Bây giờ chơi gì đây? À, hay là mình chơi trò chơi ta? Chơi trò chơi hay là tái chế? Đúng rồi, mình tái chế đi, mình kiếm tiền sao? Mình kiếm tiền sao? Ủa, nhưng mà cái tái chế này đó các bạn, thì mình chỉ là kiếm được những cái lá cây xanh trên màn hình, các bạn thấy không? Anh được 1102 lá rồi đó. Nhưng mà những cái lá cây này nó sẽ có công dụng gì ta? Các bạn có thể chỉ cho anh được không? Những cái lá cây nè, lá cây xanh xanh nè, 1192 lá cây nè, các bạn có biết nó để làm cái gì không? Nó có thể chế tạo được rồng không? Hoặc là đổi tiền sao? Hoặc là đổi kim cương gì đó? Các bạn chỉ cho anh chi tiết ở phần bình luận với nha. Cảm ơn các bạn. Anh thì anh không có chơi giỏi cho nên anh hay hỏi các bạn. Các bạn hãy tốt bụng chỉ cho anh với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Rồi bây giờ đã nhận thêm phần thưởng nè. Ok, nhận phần thưởng nha. Rồi bây giờ sẽ làm gì nữa đây? Sống sót qua một trong mấy dòng hả? Wow, hôm nay anh hoàn thành nhiệm vụ khá nhiều nha. Thích thiệt. Ha ha. Ok, bây giờ các bạn biết anh đang ở đâu đâu? Khu cắm trại đó nha. Bây giờ anh sẽ lấy cần câu ra, anh câu cá. Một trong những trò anh thích nhất trong Play Together đó là câu cá cùng với các bạn ha. Các bạn ơi, tập hợp lại với anh nha. Chúng ta sẽ cùng câu cá sấu, cá mập, cá heo.
Ok, rồng anh không biết, anh không biết rồng có làm sao nữa. Làm sao để có rồng, các bạn chỉ cho anh có rồng với. Đừng đụng vào đó là sao? Đừng đụng vào đó, người ta đang cuốc đá, đừng có đụng vô nha, nguy hiểm lắm nha, ta cuốc vô cái đầu mình đó. Anh chế rồng chưa, ai biết anh chế chưa hay sao? Nó nói anh là phải 59 phút, phải 59 phút đó là làm cái gì, là chờ chờ cái thuốc nó chế tạo đó hả? Anh cũng không biết nữa, bởi vì nó cần bắt được con cá chép rồi. Hồ, bởi vì nó cần 59 phút để cái thuốc chế tạo đó, chế tạo cái gì anh cũng không biết. Lát mà các bạn nào đang xem trên video này á, các bạn xem những phút trước các bạn thấy thì các bạn chỉ cho anh nha. Anh cũng không hiểu, anh cần phải 6 cái kim cương mới có thể là chế tạo hết cái thời gian đó. Mà anh hết kim cương rồi, nên thôi bỏ qua thôi. Bây giờ câu cá nha, câu cá đi kiếm tiền sao thôi. Bây giờ anh hết tiền sao rồi, anh tặng cho các bạn hết rồi. Ok, kéo cá lên nào. Ồ, còn gì đây, con cá ngọt hả? À, cá ngọt hôm bữa kia làm nhiệm vụ câu cá ngọt ở trong trung tâm thương mại, mắc cười gần chết luôn. Cá ngọt, câu hoài mà không thấy cá ngọt, tự nhiên hôm nay lại có thấy cá ngọt nữa. Ok, cũng như từng lại các bạn nhớ comment vào kênh YouTube Lê Quang Nhân Official để ủng hộ cho anh nha. Để anh nhớ tên nick của các bạn nha. Và anh sẽ trả lời tất cả các comment trong YouTube của các bạn luôn. Ok không nào, nhớ comment mỗi ngày nghe chua. Ok, ố con sứa bự quá vậy ta. Con sứa bự quá vậy, đã quá vậy. Trời ơi, con sứa kìa. Thích thiệt. Ủa hay là bạn đó bạn biến thành con sứa hả? Ghê vậy ta. Ủa sao biến thành con sứa bự được hay vậy? Sao biến hình được hay quá vậy ta? Chỉ cho anh với. Sao biến thành con sứa được vậy? Hay quá vậy. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng câu cá với nhau nha. Ngày hôm nay có vẻ là biển êm, sóng lặng, biển êm đó nha. Thích thiệt đó chứ. Các bạn đang tập trung lại với anh kìa. Các bạn thả rồng ra bơi lung tung kìa. Mấy con rồng đẹp quá ha. Công nhận cái đồ họa của Play Together càng ngày càng đẹp. Anh khá thích là đồ họa, nhất là các con rồng nè. Các bạn thấy những con rồng vẽ rất là đẹp luôn đó nha. Đó, bạn kia cưỡi rồng luôn kìa. Sao cưỡi rồng được hay quá vậy em? Sao cưỡi rồng được vậy? Không biết chừng nào mới cưỡi được con rồng nữa. Anh đang mang theo con thú cưng của anh là con lon ton, đó là con sứa biển. Nó nhìn nó cũng mắc cười quá ha. Không biết con sứa biển của anh nó có hành biến thành một con quái vật gì không nữa. À, anh thích gì mà nuôi mà thú cưng á, nuôi từ con mà nhỏ nó biến thành con quái vật khổng lồ này kia, giống như Pokemon đó các bạn, cũng thích ha. Không biết trong game này có không nữa, ví dụ mình nuôi con mèo từ lúc nhỏ, sau đó mình nó lớn lên dần nó biến thành con khủng long chẳng hạn, cũng thích thiệt ha. Thôi bây giờ câu cá xong rồi, bây giờ mình vô tiệc trò chơi đi các em ha, vô tiệc trò chơi cho nó vui. Ok ha, được rồi, sống sót qua ba màn nè. Bây giờ chọn vô tháp vô cực được không? Rồi, tháp vô cực không cho mình chơi luôn. Bây giờ vô bước tiệc trò chơi khác đi. Yeah, hôm nay tiếp tục chinh phục những cái game khó trong Play Together đây. Các bạn hãy cùng đón xem những giây phút hồi hộp và chơi dở ẹ của anh Nhân nha. Vui quá đi, chạy vô nhà nào. Chơi game nè các bạn ơi. Tiệc trò chơi bắt đầu, bây giờ tập hợp 30 bạn nha. Rồi, quay qua vòng 122 phòng luôn. Wow, 30 bạn một phòng. Mà bây giờ Play Together có đến 122 phòng đang chơi cùng một lúc, là biết số lượng người chơi Play Together là rất nhiều đó các bạn ha. Ok, bây giờ Brawl 1 là cuộc đua bạn Lý Trường Thành vừa cuộc chứng ngại vật nha. Thiệt là đẹp quá đi, dạng Lý Trường Thành đúng không? Được rồi, dễ thôi. Tôi chạy đây, 1, 2, 3, chạy. Bà con cô bác ơi, chạy. Cái tướng chạy mắc cười ghê á, đưa cái ngực ra trước mà chu cái mông ra sau, mà bước chân mà hai cái tay dang ngang, chạy mắc cười thiệt đó nha. Anh Nhân sẽ thắng trong cái màn này cho coi. Coi tới đây, chạy vào những mức đỏ nó sẽ giúp các bạn tăng tốc độ nha. Tăng tốc độ ơi, cẩn thận. Coi chừng nha. Ô, tránh đường, tôi sắp về đây. Yeah. Trời, trúng mấy cái ghế sắt. Ơ, trời trúng nữa rồi. Ê, đừng có cản đường anh hùng. Ô, chạy vô mức đỏ nào, đúng rồi. Ê, cẩn thận, đừng có chạy vô cái xanh nha, nó làm các bạn chậm lắm luôn đó. Yeah. Sắp về đích rồi, cố lên, ta sẽ về đích thôi, chạy nhanh lên các bạn ơi. À ha, tỷ, về đích rồi, success. Thiệt là vui quá đi, hạng 16 đó nha. À, các bạn có đang chơi cái game này không? Các bạn có cuộc chạy đua của bạn Lý Trường Thành, các bạn đã về đích được mấy lần rồi? Các bạn có thể comment xuống phần bình luận cho anh biết được không nào. Ok, mình tiếp tục nha. Round 2 là băng qua vượt chướng ngại băng về đích nha. Ồ, cái Round 2 này anh thấy quen. Hình như trong những ngày đầu tiên anh chơi Play Together là anh được chơi game nồi này nè rồi nha. Suốt một tháng qua anh chưa thấy cái màn game này xuất hiện lại, bây giờ nó xuất hiện lại nè, thích ghê. Ok, 3, 2, 1 chơi thôi. À, xe ơi, tránh đường cho tôi chạy nha. Nhảy nào, tẩm nè. Đó. Ủa, sao nhảy hai cái là rớt xuống sông rồi. Kỳ vậy. Ê, trời ơi, xe nó đụng mình đó. Xe này sao chạy nhanh quá vậy? Tôi sẽ báo cho công an bắt bạn cho coi. Ơi, chạy đâu đây? Nhảy qua những thành gỗ nè. Trời ơi, gấp quá Nhân ơi. Từ từ, quan nhập play ơi. Từ từ, bình tĩnh nào. Đó, thấy chưa, cái tính anh rất là hấp
tấp nha. Anh là lúc nào cũng nóng vội á, cho nên anh dễ thua trong mấy cái màn game mà cần sự khéo léo là vậy đó. Ơ nhảy nhảy nào, trời ơi, lọt xuống nữa rồi, quan nhân play ơi, trời ơi là trời, ôi trời ơi, xém nữa bị xe đỏ tông nữa rồi. Trời ơi trời, sao xe ở đây mà chạy ngang ngược dưới vậy trời. Ồ chuẩn bị nha, chuẩn bị qua nha, 1 2 nhảy 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 nhảy, đúng rồi, qua được rồi, mừng quá đi á, mừng quá. Ôi trời, những cái bèo dạt mây trôi này làm sao qua đây, bên kia là xe lửa nữa, ghê quá, lọt rồi. Ấy tôi muốn vượt qua cái màn này. Ấy tránh đường coi, tránh đường nha, nhảy, đúng rồi, trời sao lọt hoài vậy ta, không có cách nào mà nhảy thật xa ta, đó đó đó, nè nè nè, chuẩn bị nè, nhảy nè, đúng rồi, trời ơi sao kỳ vậy, anh nhảy mạnh lắm rồi mà ta, sao 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 kỳ vậy, phải bấm mạnh hơn nữa hả. Ờ chuẩn bị nha, chuẩn bị nhảy nha, lại nha, lại nha, lại nha, gì tẩm nè, tẩm nè, ê, ê, còn chút xíu nữa, còn chút xíu nữa, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, trời ơi không kịp, không kịp, không kịp. Ờ, nhảy nào, một nào, ấy trời ơi lại gấp nữa rồi, hãy cố lên nha nhân ơi, quan nhân play, cố lên, cố lên. À, nhảy kịp không nè, 1 2 3 nhảy đúng, ấy trời ơi lại thua nữa rồi, ấy tức quá đi. Trời, nhỏ nào nó nhảy lên đầu anh luôn vậy, trời 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 trời, nó nhảy cái nó đáp lên đầu anh luôn, nó kỳ vậy trời. Ừ, ai ai ai, quá 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 quá, đúng rồi, quá được rồi, yeah. Ủa nhưng mà hết giờ rồi. À, hết giờ rồi các bạn, không kịp, không kịp hả? 3, 2, 1, thua rồi. Trời ơi, fail rồi. Xém nó chạy đích rồi các bạn ơi. Quan nhân play ơi là quan nhân play. Ok, 10 người đã thành công, chúc mừng 10 bạn còn lại nha, bạn giỏi quá đi, anh thoát đây. Kết quả trò chơi, tôi được 10 tiền sao, một cái dương miệng và một cái cúp. Cảm ơn Play Together, cái trò này khá là vui, anh vẫn chưa chinh phục được. Chung với tháp vô cực là hai cái trò anh thua hoài luôn. Thiệt cái là tình lắm hà. Ok, wow, hôm nay anh được 325 lượt tim rồi nha, cũng khá là nhiều rồi nha, thích thật, thích thật, thích thật. Ok, bây giờ mình đi đâu tiếp theo đây? Ồ, để mở cái ba lô, hôm nay mấy anh có nhiều vật dụng lắm đó nha. Rồi bây giờ đi đâu ta? À, chào em nha, bây giờ anh nên đi đâu nữa ta? Ồ, hình như anh thấy cái gì kìa, thấy cái gì thang máy bên đây kìa. Ồ, cái góc này anh chưa có lên. Ôi cái góc này lên được không ta? Lên được không? Thang này lên được không? Lên được, lên được, lên được. Lên khám phá nào, ở trên cao có cái gì không nha? Ý, có nguyên cái hồ bơi luôn. Đẹp, view này, view triệu đô nè. Wow, ở trên đây mình ngắm được toàn thành phố Play Together luôn nha. Bây giờ anh mua nước ủng hộ cho anh bạn Kevin này nha. Mua nước gì đây? À, nước Coca Cola đi ha. Cola 15 tiền sao, mua luôn. Lên chỗ người ta phải mua ủng hộ người ta chứ, đúng chưa? Ok, mua nước xong ngồi đi, ngồi ngắm thành phố đi. Trời ơi, góc này view này đẹp quá à. Cơn gió thổi mát nè, kế bên hồ bơi nữa. Mình được uống Coca nữa. Ok, mở Cola lên uống nào, uống nào. Đâu rồi, Cola đâu rồi? Không thấy cầm trên tay. Không thấy cầm trong tay, ai giật của tôi lon Cola rồi. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Ủa Cola tôi đâu? Ủa Cola tôi đâu? Lấy ra rồi mà, đúng không, đúng không? Lấy ra rồi mà. Ủa là sao, chưa hiểu à? Phải đứng lên, phải đứng lên mới uống được. Uống Cola nào, quăng nhân play đó, uống Cola nha. Trời, nó quăng luôn cái hộp trong miệng nó luôn, ghê thiệt, nó nuốt luôn Cola luôn. Yeah. Ô, oh, con vịt này quen quen, con vịt này bự quá vậy ta, đây là con vịt gì đây? Ôi cái gì vậy, tìm thấy rồi, là cái gì vậy, cái này là cái gì vậy? Ủa không thấy gì hết, sao tôi lụm ra mà tôi không thấy gì trong cái hộp ba lô của tôi hết. Ô, cái này lấy được không? Trời, bơi đi đảo ha, bơi đảo quá đi, bơi nào các bạn ơi. Tụm bước lên nào. Ô, bây giờ mình làm cái gì trong đây đây, có cái gì chơi trên đây không? Không có gì hết. À, sân khấu chưa có ca sĩ biểu diễn. Wow, cái này có kiến tre nữa nè, thiệt là thú vị, thiệt là hiện đại nha, công nhận cái view này đẹp thiệt đó nha các bạn. Yeah, cái ghế ngồi nữa nè, ngồi lên chơi các bạn ơi. Ô, mình tâm sự với nhau một chút nha. Các bạn tập hợp lại nào, quá trời rồng luôn, rồng đẹp quá đi. Nhớ comment YouTube của anh Nhân nha, comment thành Nhân mới nhớ tên nick của các bạn nha. Ok không nào? Ồ, vui quá đi các bạn ơi. Trời ơi, kiểm tra lại ngày hôm nay. À, kiểm tra lại ngày hôm nay thì mình đang có 5 cái kim cương và 8.000 tiền sao rồi đó nha. Nhớ bấm vô đâu, anh đâu có biết đâu. Bấm vô đâu có biết có rồng đây. Hay, vẫn là mục tiêu có rồng của anh Nhân vẫn chưa hoàn thành được trong hôm nay. Các bạn ơi, các bạn nhớ chỉ cho anh đi nha. Bây giờ mình mở cái bảng thành tích lên. Hồi bữa giờ anh chưa có bấm vô đây, anh không biết anh vượt bao nhiêu thành tích rồi. Yêu môi trường là có rồi nè. Đó, full yêu môi trường luôn. Yêu môi trường full luôn, level 6 rồi. À ha, hôm qua hôm kia có bạn nào hỏi anh level anh mấy rồi, thì anh mới level 6 rồi nha. Không biết ở đây có bao nhiêu level nữa, mà level là cái gì anh cũng không biết nữa. À, vui chế tạo nè, anh được thưởng cho nè. Rồi có gì nữa không, bấm một lần luôn nè. Bậc thầy xuất sẻn rồi, chơi tới cùng nè. Wow, thật là vui đó nha. Hết chưa, tôi thoát ra nha. Vui chế tạo nè, ok à, thật là thú vị. Ha ha ha.
Yeah, cảm ơn các bạn đến chung vui với anh Nhân nha. Thiệt là vui quá đi. Miễn vô game mà gặp các bạn đông đông vậy là anh khoái rồi, anh khoái rồi. Đây là cái túi ba lô của anh nè, các bạn có muốn xem không? Wow, đó đó, cái túi ba lô này anh cũng biết là những cái vật dụng gì anh có và chưa có nữa. Nó tùm lum tà la trong đây nè. Bây giờ cho các bạn cùng coi với anh nha. Đây, đó, thấy chưa, xe phương tiện không có xe gì hết. Đó, còn bông hoa rồi cấu trúc gì tùm lum tà la trong đây nè. Còn một ngày sử dụng là sao, bấm ra thử coi. Ồ, đây là cái bông bóng hình con gấu nâu, cũng khá là dễ thương ha, dễ thương quá đi. Các bạn yêu dấu ơi, nhớ comment trong YouTube Lê Văn Nhân Official ủng hộ anh nha. Anh đăng mỗi tối luôn đó, anh đăng mỗi tối cho các bạn xem luôn đó nha. Bây giờ anh ao nha, love on. Dễ thương quá đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chơi Lay Together tiếp theo của anh Nhân. Nhớ cho anh Nhân một like, một subscribe nha, và nhớ bình luận ủng hộ anh nha, được chứ nào. I love you.